Xin chào, các bạn đã quay trở lại với Surface Việt. Trong khi người dùng Việt vẫn đang rất háo hức với Surface Pro 6 với sự nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình, khiến chiếc máy Ultrabook chỉ 700g này trở nên đáng tin cậy hơn trong các tác vụ văn phòng, thậm chí là với phiên bản Core i7 thế hệ thứ 8 8650U với 4 nhân và 8 luồng cho sức mạnh không hề thua kém gì với các con chip dòng HQ của thế hệ 7. Tuy nhiên, Surface Pro 6 vẫn còn một vài điểm mà cá nhân mình cảm thấy là Microsoft nên nâng cấp cho thế hệ Pro 7 tới đây để dòng Pro thực sự thu hút được đại đa số người dùng văn phòng hiện nay. Cụ thể là những cải tiến, nâng cấp gì thì hãy cùng mình bàn luận trong video này nhé! Đầu tiên là về màn hình, về chất lượng màn hình cũng như là tỷ lệ màn hình 3:2 hay là kích thước 12,3 inch ở Surface Pro thì mình thấy rất là ok rồi. Nhưng theo xu hướng của màn hình điện thoại hay laptop hiện nay, tràn viền hay được gọi là Infinity Edge, các hãng laptop khác như Dell hay là Lenovo đều đã có những mẫu Ultrabook cao cấp của hãng là XPS hay là Yoga màn hình siêu mỏng. Apple cũng đã làm điều tương tự với MacBook Air 2018 mới nhất và mình rất hy vọng rằng Microsoft sẽ sớm trang bị cho các thiết bị Surface Pro 7 với màn hình siêu mỏng để đem lại trải nghiệm đã hơn. Surface Pro 4, 5 hay 6 mới nhất đều chỉ có một cổng USB 3.0 và một cổng mini DisplayPort và một jack tai nghe 3.0. Về cơ bản khá là hạn chế các cổng kết nối để mở rộng cho công việc văn phòng. Giả sử như mình muốn kết nối mạng LAN hay là trình chiếu HDMI hay xuất màn hình ra nhiều màn hình chẳng hạn thì đều rất khó khăn. Cái mà mình cần ở Microsoft là trang bị cho Surface Pro 7 chính là 1-2 cổng kết nối USB Type-C. Vì chỉ cần có cổng kết nối Type-C với chuẩn Thunderbolt 3 siêu tốc với băng thông là 40GB/giây thì việc mở rộng kết nối ra mạng LAN, HDMI, VGA và các cổng USB 3.1, USB 3.0 sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Về cơ bản, cổng sạc Surface Connect đã rất nhanh và ổn, mình không có gì phàn nàn về cổng sạc này. Nhưng cá nhân mình vẫn thích Microsoft trang bị thêm cổng Thunderbolt như ở phía trên để tiện cho việc sạc. Tức là ngoài dùng sạc Surface Connect truyền thống, chúng ta hoàn toàn có thể dùng sạc Thunderbolt để cắm sạc các máy Surface Pro 7. Với chất lượng camera ở trên Surface Pro 6 hiện tại là 8MP camera trước, có nhận tích hợp sẵn cảm biến nhận diện khuôn mặt, chế độ auto lấy nét camera chất lượng Full HD 1080p, camera sau 5MP cũng cho chất lượng là Full HD 1080p. Tuy nhiên cả hai camera này ở mức tốt so với mặt bằng chung của các thiết bị laptop khác, nhưng nếu so với các mẫu điện thoại thì vẫn còn kém xa. Mình rất hy vọng là Microsoft có thể cải tiến chất lượng camera này để công việc thiên về edit video, cần chụp ảnh nhanh hay là quay video ngắn cơ bản như mình có thể tiện dùng camera của chính máy Surface Pro 7 để làm việc luôn. Thiết kế của Surface Pro 6 rất tốt, mọi thứ đều hoàn thiện ở mức tinh xảo rồi, nhưng mình vẫn mong muốn Microsoft có thêm nhiều ý tưởng thiết kế mới đột phá hơn. Ví dụ như là công nghệ mở khóa bằng sóng siêu âm như là trên Samsung Galaxy S10 mới ra mắt, hay là tản nhiệt kiểu mới để tản nhiệt máy tốt hơn. Biết đâu Microsoft có thể làm một chiếc Surface Pro 7 với màn hình gập hai chiếc điện thoại Samsung Galaxy Fold hay là Huawei Mate X. Cấu hình của Surface Pro 6 hiện tại thuộc dạng top những mẫu Ultrabook dưới 1kg tốt nhất hiện nay. Việc mỏng gọn nhẹ chỉ 700g này giúp ích rất nhiều cho người dùng văn phòng. Chỉ cần một chiếc máy để làm việc với các tác vụ đơn giản như là Office, Word, Excel, trình chiếu slide hay là mở loát file Photoshop. Với các tác vụ nặng như là làm video bán chuyên thì Pro 6 vẫn dần lắc nhẹ. Về cấu hình thì rất ổn, nhưng có lẽ sự mỏng nhẹ của máy đã khiến tản nhiệt không được tốt khi làm các tác vụ edit video nặng. Do đó mà mình vẫn hy vọng Surface Pro 7 sẽ được trang bị các con chip thế hệ mới để hiệu năng tăng thêm nữa. Trên đây là 6 điều mà mình mong chờ Microsoft sẽ thay đổi để biến Surface Pro 7 thực sự trở thành một mẫu Ultrabook đáng mua nhất hiện nay. Các bạn thấy sao về những điều nâng cấp trên? Hãy để lại ý kiến bình luận của các bạn ở bên dưới video nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!